Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Chủ đề hôm nay tôi làm dành riêng cho các bạn mới bắt đầu làm quen với kỹ thuật giật trái tay chống lại bóng gò cắt xoay xuống từ đối thủ, và các bạn đã tập kỹ thuật này thời gian dài hoặc là sử dụng ứng dụng nó trong thi đấu chưa có hiệu quả, chưa có cảm giác, thì xin mời các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay. Thì tôi tin chắc rằng sau khi các bạn xem xong, các bạn có thể thực hiện những kỹ thuật giật trái tay một cách rất là dễ dàng. Đa số tôi thấy các bạn thường hay mắc một lỗi là khi các bạn gặp cái quả bóng gò cắt xoáy xuống từ đối thủ, các bạn thường hay dùng kỹ thuật giật trái tay chống lại bóng xoáy lên, hoặc các bạn chỉ là xoay hông ngang, các bạn chưa có hạ trọng tâm và dùng sức bật từ chân, nên các bạn khi tiếp xúc ở trên đầu quả bóng thường hay bị tuột xuống lưới và các bạn cảm thấy nó rất nặng, và khi mình cố gắng mình dùng sức thì bóng nó vẫn không hiệu quả. Đặc thù nhất của môn bóng bàn này chính là xoáy. Nên khi các bạn thấy khó khăn chính là các bạn chưa hiểu các nguyên lý xoáy của quả bóng khi đối thủ đánh sang. Thì xin mời các bạn hãy xem lại video trong danh sách phát của tôi. Tôi đã hướng dẫn rất là kỹ cái nguyên lý của xoáy lên, xoáy xuống như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành từng bước về cái kỹ thuật đánh trái tay chống lại bóng gò cắt xoáy xuống từ đối thủ. Bước thứ nhất, khi đối thủ gò cắt bóng sang bàn của bạn thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm là các bạn hạ thấp trọng tâm, khuỵu gối, gấp lưng xuống để các bạn có thể nhìn thấy ở phần dưới của quả bóng. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu hơi ngửa mặt vợt ra phía sau một chút, tạo thành góc bẹt để các bạn có thể tiếp xúc ở phần dưới quả bóng. Tùy theo xoáy nhiều hay xoáy ít, chúng ta có thể tiếp xúc 4-5 giờ. Thì khi đó các bạn có thể thấy mặt vợt của chúng ta có thể hướng một cái lực đi lên, thì bóng chắc chắn nó rất khó chạm vào lưới. Bạn có thể thấy sau khi chúng ta dùng sức bật từ cơ đùi và chúng ta tiếp xúc ở phần dưới quả bóng thì quả bóng vào bàn rất dễ dàng, vì cơ đùi của chúng ta là một trong những cơ lớn nhất trong cơ thể người. Vì sao các bạn là dùng sức tay nhiều mà bóng nó vẫn bị tuột lưới? Do nhiều bạn bị gồng vai, cơ vai cấu tạo rất nhỏ nên chúng ta dùng sức của vai không thể nào bằng sức của cơ đùi được. Và sau khi các bạn thấy nó vào bàn nhưng bóng nó vẫn cao thì bước thứ hai chúng ta sẽ dùng như cái video trong danh sách phát của tôi các bạn vừa xem, chúng ta sẽ đánh choàng vòng theo cái chiều xoáy từ kỹ thuật gò cắt xoáy xuống từ đối thủ. Thì lúc này các bạn có thể thấy bóng nó đi hình vòng cung xuống bàn rất là dễ dàng. Và tiếp theo, sau khi các bạn đã hiểu và cảm giác cái kỹ thuật đánh theo chiều xoáy này thì lúc này chúng ta sẽ dùng phương pháp bóng nhiều. Các bạn có thể nhờ một người bạn của mình họ thực hiện kỹ thuật là gò cắt sang, và các bạn cứ thực hành lặp đi lặp lại, dùng sức bật từ cơ đùi, ngồi xuống, hạ trọng tâm thấp xuống, bắt đầu là choàng lên
các bạn có thể dùng kỹ thuật đánh đều choàng trước. Khi chúng ta tập đánh đều, chúng ta giật xoáy lên. Nhưng mà khi các bạn tập xoáy xuống, các bạn chưa đánh đều chống lại xoáy xuống mà chúng ta lại sử dụng kỹ thuật ma sát giật nhanh, nên chúng ta chưa có cảm giác và chúng ta cảm thấy nó rất là khó khăn. Và nếu các bạn chưa có bóng nhiều để tập luyện thì các bạn có thể ủng hộ tôi có những cái loại bóng chất lượng rất tốt nhưng giá thành rất là phải chăng. Và sau khi các bạn tập với phương pháp bóng nhiều, các bạn thấy tỷ lệ đánh vào bàn của mình rất cao rồi, thì lúc này chúng ta có thể tập thực tế hơn, gọi là phương pháp bóng đơn. Chúng ta chỉ cần một quả và chúng ta cũng nhờ một người bạn của mình. Các bạn có thể tập là giao quả bóng xoáy xuống sang, nhờ bạn của mình gò cắt bóng xoáy xuống và chúng ta sử dụng kỹ thuật đánh đều choàng qua và sau đó lại tiếp tục đánh những cái quả xoáy lên tiếp theo. Hoặc là nhờ bạn mình là họ thực hiện kỹ thuật giao bóng xoáy xuống nặng, thì các bạn cũng có thể dùng kỹ thuật là ngồi xuống đánh choàng vòng theo chiều xoáy, sau đó chúng ta có thể tiếp tục thực hiện giống như là thi đấu. Tôi tin chắc rằng sau khi các bạn đã cảm giác, các bạn đã đánh chống lại những cái quả bóng gò cắt xoáy xuống từ đối thủ một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng, thì đến lúc đó các bạn muốn giật trái, tăng xoáy, tăng tốc độ, tăng lực, thì tôi nghĩ nó rất là dễ dàng và dễ vào bàn, xác suất đạt vào bàn sẽ đạt hiệu quả rất cao. Và đây chính là cái cây vợt tôi sử dụng trong video này. Các bạn có thể thấy tôi đánh cái quả bóng gò cắt xoáy xuống nặng từ đối thủ rất là nhẹ nhàng do cấu tạo của cái cốt carbon nano fiber này. Nó có hai lớp carbon, nó giúp trợ lực cho chúng ta, giúp chúng ta đánh quả bóng đỡ mất sức hơn, đánh nhẹ nhưng quả bóng nó nảy tốt và nó vẫn đi nhanh. Nhưng do nó có công nghệ nano fiber là nó có những cái sợi sơ rất là nhỏ giúp cho chúng ta đánh cái cốt vợt tốc độ nhưng vẫn cảm thấy là êm ái, mềm mại và rất là dễ kiểm soát bóng. Nếu các bạn chưa có cốt vợt thì xin các bạn hãy ủng hộ tôi và đừng quên cho tôi một like, bấm share, bấm subscribe để không bỏ lỡ những video hướng dẫn tiếp theo của tôi. Vì thời gian huấn luyện của tôi rất là dày đặc nên khi các bạn nhắn tin tôi chắc chắn là sẽ trả lời chậm, vì tôi không thể là bấm máy trong lúc mà tôi đang huấn luyện được. Nên nếu các bạn cần liên hệ tôi gấp, xin các bạn hãy gọi cho tôi qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn những video hướng dẫn tiếp theo.